Đố Như biết nha, Hiếu đang nghĩ cái gì? Dắt Như đi uống trà sữa phải không? Đúng. Nhưng mình chỉ đúng một xíu thôi. Dắt Như đi uống trà sữa với một bộ đồ đẹp nhất từ trước tới giờ của Hiếu. Hôm qua mới kêu mẹ mua cho bộ đồ đẹp trai như oppa Hàn Quốc này vậy. Đồ gì vậy? Bộ đồ đẹp lắm. Bây giờ mà Hiếu mà mặc bộ đồ đó là Như muốn liền. Trời, muốn gì vậy? Muốn đi uống trà sữa với người ta chứ gì. Vậy thì không cho người ta coi đi. Thôi bây giờ người ta đi thay đồ nha. Ừ. Muốn hung hí hả? Biết tại tôi, tể trần. Nhìn ngon không? Đẹp trai không? Mê tôi giờ chứ gì. Trời ơi, một biến thái. Như gì trời, tự nhiên quánh người ta. Đau quá à. Đây là bảo bối mà ông thần cho trai mới cho tao nè. Bảo bối gì vậy? Máy ảnh thần kỳ. Máy ảnh thần kỳ. Bây giờ tụi mày thích quần áo gì, chỉ cần nói tao, tao sẽ cho tụi mày. Thiệt không? Ừ, thiệt. Chỉ cần nói tên, cái style mà mình thích, sau đó chỉ vào người mà mình muốn, bấm nút chụp ảnh là người đó sẽ được mặc đồ ngay. Wow, chị cho tao thử trước đi. Mày muốn đồ gì? Hồi xưa tao coi phim hoạt hình nè, rồi phim cổ tích nữa. Thấy công chúa mặc đồ đẹp lắm, tao thích được một lần làm công chúa. Mày làm công chúa cho tao nha. Được chứ? Ừ. Ê mà khoai, tao là con gái mà. Lỡ nó không có làm công chúa, nó lấy đồ của tao thì sao? Ê, mày thử làm Huy dứt đi. Ủa sao lần nào cũng lại là tao vậy? Thì trong nhóm mình có một mình mày là con trai, mày không làm chúa thì ai làm bây giờ? Nhưng mà tao con trai, tao mặc làm công chúa đâu được đâu. Không phải làm công chúa đâu, thì mày thích đồ gì mày nói đi, tao sẽ cho mày đồ đó. À, tao ước có một bộ đồ đá bóng. Ok, mày đưa người qua đây. Chiếc máy ảnh đang nhận dạng mày. Rồi, đồ đá bóng. Quá, đúng bộ đồ tao thích rồi. Nhưng mà sao nó giống bộ đồ cũ của tao ấy mày? Thì chắc là chiếc máy ảnh này biết đây là bộ đồ đẹp mà mày yêu thích. Ờ, hay thiệt ha. Bộ nhà tao cũ rồi, bộ này mới hơn. Đúng rồi. Ê, đến lượt tao. Đằng công chúa. Vậy thì đằng công chúa nha. Đằng công chúa. Mày để yên, đứng yên mới nhận dạng được mày. Đầm công chúa. Yeah. Một, hai. Có bao bộ nó giấu tao à? Tao làm gì có cái gì? Thôi đi nha, biết điều thì đưa ra trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Ở đây. Nhưng anh. Tao ấy là tao chỉ định mượn để chơi thôi. Nhưng mà chúng mày mất dạy quá, cho nên là tao tịch thu luôn. Ủa chứ bình thường tụi tao không mất dạy mày cũng tịch thu mà. Thì bình thường chúng mày không mất dạy mà sau này chúng mày mất dạy. Đi rồi. Rồi. Nó tới trễ một chút thôi là tao có làm công chúa thêm bạc rồi. Còn tao thì chưa kịp có cái gì để mặc hết. Ai kêu lúc nào cũng đem tao ra trước làm chi. Cuối cùng tao cũng có được bộ đồ mới. Thôi tôi đi đá banh đây, bye bye. Có cái máy này thì tao sẽ bán quần áo và tao sẽ giàu to. Tao sẽ không phải mặc cái quần yếm cứ lật ra lật vào, xong lại còn phải dán cái băng keo hai mặt như này nữa. Trời đất ơi, mày hèn quá vậy. Mà nói cho nghe nè, mày nhớ cho tao một vài bộ đồ để tao đi chơi với trai nha. Dạo này á có nhiều người mê tao lắm luôn. Thật á? Vâng. Ok, tao sẽ cho mày á vài chục bộ đồ luôn. Cầm hoa hồng làm đi đâu ấy? À, thấy anh mày sao? Đẹp trai không? Mạnh không? Nhìn như con điên đấy. À, xin lỗi. Nhưng mà nói thật mà, em mà là người yêu anh nhá, em ngoại tình trước mặt anh luôn. Không có ý vậy đâu. Em bảo này, yeah. Bây giờ nhá, anh cho em tiền đi ăn kem. Xong rồi, em sẽ tặng cho anh một bộ đồ cực kỳ đẹp trai, người yêu anh nhìn thấy nhá chỉ muốn rụng trứng luôn thôi.
Con có. Mày chắc nhá. Chắc. Không rụng trứng là mày rụng răng nhá con. Nhưng mà cho thêm được. Hết rồi. Rẻ cho đấy nhá. Bây giờ anh thích style gì? À kiểu ngầu ngầu nha. À kiểu đùi đời cho lớn đi. Underground là tao đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ok. Cuộc đời trở lớn đúng không? Được đấy. Này, thẳng vào nhá. Thẳng vào này. Chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. Đồ bụi đời. Linh. Đẹp phết. Linh. Tao kêu mày biến ra bụi đời trở lớn mà mày biến tao ra cái bà đồng như vậy. Ơ, em thấy mặc đồ này cũng đẹp mà. Nhìn giống kiểu là mấy ca sĩ của thập niên 60 ấy. Tao thằng gái mày biến lại cùng tao cái. À, được rồi. Bụi đời chợ lớn đúng không? Đúng rồi. Ok. Bụi đời chợ lớn. À, bụi đời chợ lớn. Ủa, sao được ta? Ơi. Bình tĩnh. Oppa Hàn Quốc. Lê. Bình tĩnh. Được rồi. À, sợ dây này. Sợ giác này. Ô xin này. Thật điên. Không phải đâu. Mày mà cứ này. Từ. À, cái tủ này rất là sang luôn. Business. Ok. Business. Chữ S của ta đâu? Business. Ok. Business. Ê. Xỉ ít thôi, mắc quá. Okay. Nhưng mà nó không biến về. Bây giờ làm sao bây giờ? Từ. Chết cha. Pin rồi. Mày bình tĩnh đi. Mày phải tin nó tao. Em nói cho anh nghe nè, bây giờ anh phải hít thở một hơi thật là sâu vào. Anh bình tĩnh nghe em nói về cái sự cố này. Mặc dù cái sự cố này nó không có chút đáng yêu nào hết, nhưng mà tụi em vẫn lấy hết sức mình sinh để nói cho anh nghe rằng cái máy nó hết pin rồi. Nhưng không sao. Tụi em sẽ chạy thật nhanh ra nhà bà Bảy. Tụi em mua 2 cục pin con ó. Tụi em gắn vô cái máy chụp hình này. Rồi tụi em biến hình cho anh thành oppa Hàn Quốc để anh đi cua cá chịu không? Anh cũng nói bọn mày là cho mày 1, 2, 3. Mày gõ đây. Tôi lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon vui là chính và những điều hay ho. Make anh make em thương người yêu đang sau lo thì đừng ngại nhục chi đến đây xem cha nuôi mì cô. Make cool and cool, it's nice.